Sáng 25 tháng 7, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã đến khu vực dân cư nơi bệnh nhân 416 tại Đà Nẵng sinh sống, hướng dẫn lập các tổ COVID-19 cộng đồng. Sáng 25 tháng 7, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã đến đoàn công tác của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương do Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Như Dương dẫn đầu cùng các chuyên viên đã có mặt tại Đà Nẵng đến khu dân cư mà bệnh nhân COVID-19 số 416 đang sinh sống, tiến hành quan sát thực địa, chủ động nắm bắt thông tin từ phía người dân sống trong khu vực. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Như Dương, khi bệnh nhân còn trong diện nghi nhiễm COVID-19, tất cả các bước triển khai ứng phó tại cộng đồng đã được áp dụng như đối với một ca nhiễm COVID-19. Hiện Bộ Y tế đã chính thức công bố là ca nhiễm COVID-19 thứ 416. Công tác phối hợp chống dịch trong cộng đồng càng phải triệt để hơn. Khu vực dân cư nơi bệnh nhân 416 tại Đà Nẵng sinh sống hướng dẫn lập các tổ COVID-19 cộng đồng. Sau khi nắm bắt thực địa, tình hình sinh hoạt, lối sống, kiểm soát hộ dân tại hai tổ dân phố ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng có liên quan đến ca nhiễm, đoàn công tác thống nhất phối hợp với chính quyền địa phương lập 5 tổ COVID-19 cộng đồng, quản lý gần 130 hộ dân. Ông Dương cho biết phụ trách các tổ sẽ là những tình nguyện viên tại chỗ, thân thuộc với khu dân cư, am hiểu thói quen sinh hoạt của người dân. Nhiệm vụ của các tổ sẽ là lưu ý các vấn đề sức khỏe, thói quen đi đứng, sinh hoạt, tiếp xúc hàng ngày của người dân trong khu vực để chủ động hỗ trợ hiệu quả khi cần thiết. Đây hoàn toàn không phải là phong tỏa hay cách ly gì, chỉ là ngành y tế cần danh sách để chủ động kết nối, hỗ trợ người dân trong mọi tình huống. Khi hoạt động hỗ trợ của tổ COVID-19 cộng đồng bài bản thì mọi việc đi lại, sinh hoạt, di chuyển của người dân trong khu vực, nếu cần, đều có thể kết nối để được tổ kết nối với chính quyền địa phương hỗ trợ. Ngay trong chiều nay 25 tháng 7, các tổ COVID-19 cộng đồng tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng sẽ hoạt động để giám sát, hỗ trợ người dân tại khu dân cư của bệnh nhân COVID-19 số 416.